日神奈川県にベトナムフェスティバルにいらっしゃいまして誠にありがとうございました。xin cảm ơn tất cả các anh chị các cô chú và các bác đã đến với festival Việt Nam tại Kanagawa県 ngày hôm nay ạ。西洋人形劇はベトナムの伝統的な芸能であります。11世紀から高価レタルのミラで行われてきました。nghệ thuật múa rối nước Việt Nam đã phát triển ở đồng bằng là một môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam đã phát triển ở đồng bằng sông Hồng từ thế kỷ 11. 舞台は一体一見などの濁った水の上に置かれています。sân khấu thì sẽ được dựng ở phía trên mặt nước như thế này ạ。奏者は舞台の裏に仕込まれ水に誓って演奏を行い、歌と楽器の戦争に合わせて人形を動かれます。các nghệ nhân thì sẽ mặc đồ bảo hộ và đứng ở phía sau biểu diễn con múa rối, và như thế thì các nghệ nhân sẽ phải dầm mình vào trong nước, và mực nước thì sẽ đến phần ngang phần hông như thế này để điều khiển con rối ạ。人形劇はベトナムの田舎の生活をベトナムの農民の笑顔と愛国を表れています。và nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam thì thể hiện cái tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam, cuộc sống làng quê của Việt Nam. và kyo minasan zehi tanoshimi ni mite kudasai。Hey, hey, hey.